Xin chào anh em, mình là Review và bên cạnh mình đây là Bình Minh. Xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của Lato AZ. Và hôm nay sẽ là một video tiếp tục trả lời những câu hỏi các bạn gửi đến trên kênh ở chuyên mục Hỏi Đáp cùng Lato AZ. Và nếu các bạn có những câu hỏi hay những băn khoăn gì có thể comment dưới phần bình luận nhé. Và không để mất thời gian nữa, hãy cùng bắt đầu với câu hỏi đầu tiên luôn của bạn Thành Leo. Đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Thành Leo. Anh chào hai em, cho em hỏi em tính mua con 7510. Em đang phân vân hai con chip là Xeon và i7. Anh so sánh và tư vấn giúp em hai con chip đó với ạ. Với câu hỏi của bạn thì mình sẽ có câu trả lời như sau. Với Xeon ở trên 7510 chúng ta sẽ có Xeon E3 1505 và 7510 thì chúng ta sẽ có i7 là 6820SQ. Hai CPU này thì chỉ tranh nhau khoảng 0.1GHz về xung nhịp đơn nhân và xung nhịp turbo boost thôi. Và cùng với việc là có 4x8 luồng, nói chung thông số không khác biệt thì không khác biệt với nhau cả. Nhưng mà có một sự khác biệt đây là về công nghệ. Đầu tiên là Xeon thì chúng ta sẽ có cảm độ quạ onboard khác với cả là i7. Cùng với đó là hỗ trợ những cái RAM ECC này, những cái tính năng tự sửa lỗi của RAM ECC, nó sẽ phù hợp với những em là chạy máy ảo này, chạy server này, hay là muốn chiếc máy render mà ổn định này, thì chắc chắn là cái phiên bản Xeon này sẽ ok hơn. Còn với những em nào mà muốn tiết kiệm chi phí một chút thì có thể chọn phiên bản i7. Ok, câu hỏi thứ hai của bạn Khang Hà Phúc. Cho em hỏi giữa ý kiến của G14R5 và Legend 5R5 thì chiếc máy nào tốt hơn? Hai chiếc máy này thì mình thấy là trên kênh cũng khá là nhiều bạn phân vân đấy. Ở đây thì cũng tùy nhu cầu thôi. Về cấu hình thì cũng khá là xem nhau, nếu như mà đều thực hiện được các tác vụ và game như nhau cả. Ở đây thì G14 thì sẽ có tính di động cao hơn, nhỏ gọn và đẹp hơn, trông nó sang chảnh hơn. Chúng ta hãy có độ phổ màu của G14 và Legion 5 thì cũng ngang nhau đối với bản Legion 5 bản 144Hz. Còn nếu như là bản 120Hz hoặc là 60Hz thì màn hình của Legion 5 sẽ có điểm kém hơn so với cả G14. Ở đây thì Legion 5 sẽ to hơn này, tản nhiệt hơn, hiệu năng thì theo mình thì cũng sẽ là đem lại tốt hơn khi mà cho các tác vụ chơi game ở trên Legion 5. Ok. Câu hỏi thứ 3 của bạn Đăng Khoa. Xem hỏi Nitro 5 220 144Hz với Legion 5 120Hz thì nên vừa chọn máy nào để vừa chơi và vừa cốt? Chà, vừa chơi và vừa cốt cơ à? Đầu tiên thì bạn phải phân biệt được xem là bạn chơi nhiều hơn hay là bạn cốt nhiều hơn. Nếu như mà chỉ để cốt thì mình sẽ lựa chọn là Legion 5. Bởi vì ở trên Legion 5 chúng ta sẽ có một cái bàn phím rất là tuyệt vời, rất là thoải mái luôn. Còn nếu như là bạn chơi game nhiều hơn, chơi những game mà bắn súng góc nhìn thứ nhất, yêu cầu FPS cao thì bạn nên chọn Nitro 5 có tần số quét màn hình là 144Hz thì sẽ đem lại cho bạn trải nghiệm chơi game FPS cao rất là tốt. Câu hỏi thứ tư của bạn Đức Hoàng. Shop chân hỏi là so sánh giữa hai laptop gaming MSI Leopard 10 SCKX và ROG Strix 512 i7 đời 10. Em đang phân vân hai laptop này để chơi game nặng nhá và không lo về nhiệt độ có được không? Nghĩa là laptop phải mát, không bao giờ phải lo vấn đề nhiệt độ. Thực ra thì chúng mình đã thử dùng hai chiếc máy này rồi thì thấy là Leopard và G512 thì đều có cái độ mát mẻ và độ tản nhiệt nó cũng xem nhau thôi. Tuy nhiên thì ở trên Leopard thì chúng ta sẽ có một cái quạt tản nhiệt ồn hơn hẳn ở trên G512. Và ở đây thì Leopard còn chưa kèm theo kem tản nhiệt kim loại lỏng mà nó đã xem với G512 rồi. Nên theo mình nghĩ là nếu như mà chúng ta cho thêm cả sử dụng cả kem tản nhiệt kim loại lỏng ở trên Leopard nữa thì chúng ta sẽ có một hiệu quả tản nhiệt tốt hơn ở trên G512. Và bản G512 i7 mà có 1660T với cầm giá khoảng 30 triệu thì cũng sẽ sớm có trên channel Lotto Z nhá, trong tuần này thôi. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ 5 của bạn Duy Trần. Cho em hỏi học tự động hóa thì nên chọn laptop gaming nào tầm 25 triệu đấy. Ấy chà, tự động hóa là ngành của mình. Laptop gaming đúng không? Ok. Tự động hóa thì chúng ta sẽ sử dụng các cái phần mềm tính toán này, mô phỏng mạch điện, những cái phần mềm mà tính toán về linh kiện tầm trung, ví dụ như kiểu là MATLAB này, Antium, Proteus. Nếu như mà bạn làm về PLC, chúng ta còn có cả GXBox 3 hoặc là TiaPorto nữa. Những cái phần mềm này thì nó cũng chỉ là phần mềm tầm trung thôi. Nếu như mà bạn lựa chọn những máy gaming ở trong tầm 25 triệu thì hoàn toàn có thể đủ để sử dụng cho cái ngành này. Nếu mà 25 triệu thì chúng ta sẽ có Legion 5 R7 hoặc là chọn bản Ryzen 5 nhưng mà lắp thêm tranh RAM cho đủ 16GB thì nó sẽ rất là thoải mái, rất là phù hợp với nhu cầu chơi game của ngành tự động hóa. Được. Trong tầm nhìn có cả G512 này, có Acer Nitro 5 cũng là hai sự lựa chọn tiếp theo các bạn có thể lựa chọn nhé. Câu hỏi thứ 6 của bạn Hoài Nhân, shop cho em hỏi là các mẫu laptop chạy GTX 1660Ti và GTX 2060 có chênh lệch sức mạnh nhiều hay không? Thực ra thì hai chip này về chênh lệch về xung nhịp hoặc là load game thì nó cũng không là nhiều, chủ yếu là do các công nghệ đi kèm thôi. Ở trên GTX thì chúng ta sẽ có nhiều công nghệ đi kèm sẽ giúp cho anh em có một trải nghiệm chơi game hoàn hảo, tuyệt vời hơn hẳn so với lại GTX 1660Ti. Như là Ray Tracing này, DLSS này, hay là những anh em nào mà học code ấy, mà có muốn tìm hiểu về Machine Learning, AI thì cũng đúng là rồi. Một sự lựa chọn. Tại vì là trong GTX 2060 sẽ có cái nhân là nhân TensorCore, đúng rồi. Nhân giúp cho anh em hỗ trợ về AI tốt hơn. Câu hỏi thứ 7 của bạn Thịnh Đặng. Anh ơi cho em hỏi laptop cho bạn nữ học kinh tế dưới 16 triệu xài làm gì?
bạn em không thích giải đeo với Lenovo. Cảm ơn hai em nhiều. Thế thì khó thế, tầm giá 16 triệu thì có đeo với Lenovo là hai hãng ngon nhất rồi, thì bạn nữ của bạn lại không thích dùng thì khá là khó đấy. Đầu tiên thì để mình phân tích nhá, nếu như mà mua hộ cho bạn gái thì chắc chắn chúng ta không nên mua máy cũ. Đây là một ví dụ tiêu biểu mua laptop cũ cho bạn gái. Không nên anh em ơi. Tiếp theo thì học kinh tế thì chúng ta sẽ không cần sử dụng cấu hình quá mạnh đâu. Nếu như mà chọn laptop cho dân kinh tế thì chúng ta cứ mỏng nhẹ gọn đẹp sang chảnh là được. Tầm 16 triệu thì chúng ta sẽ có một cái cấu hình là tầm khoảng i5 hoặc là Ryzen 5 với 8GB là rất là thoải mái rồi. Ok. Thì chúng ta sẽ có những cái lựa chọn ví dụ như là VivoBook M413 chip Ryzen 5 4500U với lại cả 8GB. Đó là lựa chọn về VivoBook. Ngoài ra thì mình có đi tham khảo những cái phiên bản sách tay thì có con Latitude 5400 i5-8250U cũng là sự lựa chọn ok đấy. Nhưng mà lại bảo không thích đeo nên là thôi bỏ. Mình thấy mẫu máy đấy thì lại rất là ngon nhưng mà các bạn lại không lựa chọn thì hơi đáng tiếc. Hoặc là bạn có thể lựa chọn là HP nữa. Mình có mua cho người yêu mình con HP 440G7. Mình thấy cũng là sự lựa chọn khá là hợp lý với tầm tiền của bạn và cái yêu cầu của bạn cho ra. Còn thứ 8 của bạn Benzen SOS MSI Bravo 15 so với cả Legend 5 thì sẽ hơn hay kém nhau ở những điểm nào, những chỗ nào? Bravo 15 mà so với cả Legend 5 à? Hơi lệch bạn ạ. MSI Bravo thì chắc chắn là sẽ rẻ hơn nhiều so với cả Legend 5. Chính vì thế là chúng ta sẽ có một chiếc máy Legend 5 hơn MSI Bravo rất nhiều. Ngoài rẻ và mỏng nhẹ ra thì MSI Bravo không có điểm gì ăn được Legend 5 cả. Thật, đa phần là thế tại vì rẻ hơn nhiều mà. Còn thứ 9 của bạn Tí Quặng. Tí Quặng. Tầm dưới 30 triệu có laptop nào phủ màu 100% sRGB size màu thấp không? Laptop kiểu vuông thành sắc cạnh càng tốt. Chúc kênh sửa 3 ngàn sắc. Cảm ơn bạn nhé. Với câu hỏi của bạn thì ở tầm dưới 30 triệu thì chúng ta sẽ có 3 lựa chọn. 3 lựa chọn cho bạn với phổ màu là gần 100% sRGB, chúng ta sẽ có HP Omen với 97% sRGB, Delta E là 1.16, có MSI Leopard GL65 sẽ có 97% sRGB và Delta E là 1.29. Ngoài ra thì chúng ta còn có cả G14 với độ phổ màu là 96% sRGB và Delta E chỉ khoảng 0.73 thôi và được cân chỉnh bằng Pantone nữa. Rất là tốt. Và với yêu cầu bạn là laptop mà nhìn nó kiểu vuông thành sắc cạnh càng tốt thì HP Omen là cái sự lựa chọn duy nhất trong tầm tiền này, nó vuông chặt luôn. Ok, câu hỏi thứ 10 của bạn Huấn Phạm. Không phải Huấn Bùi. Không phải Huấn Bùi. Cho em hỏi là định mua MacBook Pro 2017 New chỉ chơi LL dùng văn phòng thôi. Theo em hiểu là dòng này hay bị lỗi và năm 2020 rồi. Liệu đã được fix hết lỗi thì đến năm 2025 hay là 2030 cũng sẽ lỗi thôi bạn ạ. Ngoài ra thì chúng ta càng ngày càng phát hiện ra nhiều lỗi ở trên con MacBook Pro 2017 này. Tại vì là MacBook Pro thì sản xuất trong một năm thôi và đến năm sau họ sẽ gần như là khai tử, không sản xuất nữa. Thế nên là nếu nó có lỗi thì nó vẫn sẽ lỗi thôi bạn ạ. Bạn lên bản 2020 đi, giờ khoảng 40 triệu thôi chứ mấy. Thật rồi. Câu 11 của bạn Bảo Nguyễn. Cho em hỏi nắp laptop có vân tròn như i540 có dán skin được không? Với lại bằng cách nào có thể khỏi sức dăm trên nắp laptop không ạ? Em cảm ơn rất nhiều. Ở đây thì để khỏi sức dăm trên nắp laptop thì bạn có thể dán skin hoặc là dán PPF thì đều được. Ngoài ra thì đối với việc là bạn thắc mắc là có vân tròn như kiểu i540 thì có dán được skin không đúng không? Thì đội dán skin vỉa hè của chúng ta rất là đỉnh. Bạn cứ ra đấy và hỏi xem là có dán cho cái những cái laptop mà có vân tròn như i540 dán, không? Nói chung là dán được, không vấn đề gì dán hết. Được, không vấn đề gì đâu. Câu hỏi 12 của bạn Secret. Chào hai anh, cho em hỏi 15 triệu trở xuống có laptop nào bản phím ít flex, bản lề chắc chắn và đặc biệt là cấu hình ngon nhất để chơi game. Ham nhỉ? Cái này thì hơi khó bạn ạ. Hơi ham, để tôi nghĩ xem. Trong tầm tiền này, bản lề chắc chắn này, bản phím ít flex này. Chúng ta có 7567 là một sự lựa chọn gần như là chặt ăn tiền nhất. Bản lề chắc chắn này, bản phím ít flex này, cấu hình thì mạnh để chơi game rồi. Thì nói chung đó là gần như là một sự lựa chọn gần như là duy nhất luôn đấy. Ok, và câu hỏi 12 của bạn Secret thì mình nghĩ là 7567 sẽ là sự lựa chọn hợp lý nhất. Đến với câu hỏi 13 của bạn Hoàng Huy Đỗ. Giờ là cuối năm 2020 rồi, 2021 có máy gaming nào trong tầm giá 20 triệu đổ xuống mới không ạ? Có hay cho em xin một vài mẫu. Hiện tại giờ cũng chưa có chip H của đời Intel đời 11 đấy. Thế nên là laptop gaming 2021 thì gần như chưa có hãng nào cho ra cả. Bây giờ các hãng mới cho ra các phiên bản 2020 thôi, cũng chưa có giáo chân mà. Như là HP này, như là MSI, như là Lenovo cũng mới ra thôi, cũng đâu có ra phiên bản 2021 được luôn đâu. Nếu không thì sao bán những mẫu này được đúng không? Nói chung là nếu bạn muốn chờ đợi thì mình nghĩ là cũng không nên chờ, tại vì là cả đồ họa của trên chiếc máy này chơi game rất là ổn rồi.
Ok, hy vọng qua câu trả lời thì bạn sẽ lựa chọn những mẫu máy nào mà ngon ngon cho tầm dưới 20 triệu tại thời điểm hiện tại nhé. Không cần chờ đâu. Câu hỏi 14 tiếp theo của bạn Phạm Hoài Nhân. i7-1750H cùng với cả Ryzen 7 4800H, cụ thể là MSI GL65 và HP Omen, thì chiếc máy nào toàn năng hơn? Hay chưa? Nếu như mà tạo ra một chiếc máy toàn năng thì hãng sẽ rất là khó để bán những chiếc máy khác nữa. Ở đây thì GL65 chip i7 thì sẽ rất phù hợp cho những anh em nào mà chơi game và làm việc mà yêu cầu có hiệu năng của đơn nhân cao. Còn bên HP Omen thì sẽ mạnh hơn, mát hơn, đa nhân sẽ rất là tốt, phù hợp cho những anh em nào mà sử dụng để render. Bản thân mình thì nếu như mà mình sử dụng hai chiếc máy này thì mình thấy là HP Omen 15 thì sẽ nhỉnh hơn ở trên một vài những cái khía cạnh khác so với cả GL65. Ok. Câu hỏi 15 của bạn Huyền Ngọc, và đây cũng là một câu hỏi cuối cùng, có lẽ để một bạn nữ này. Anh ơi cho em hỏi, em học đồ họa cần i5, i7, 8GB hoặc là 16GB RAM, màn hình 15:16, tấm nền IPS, độ sáng trên 250 nits, lệch màu không nhiều, âm thanh loa phải nghe hay. Anh tư vấn em laptop nào dưới 30 triệu mà dùng bền cỡ 5 năm, rất là mong anh trả lời. Ở đây thì như bên trên thì chúng mình đã trả lời cho một bạn nào đó là ở bên tầm dưới giá 30 triệu thì chúng ta sẽ có một vài những cái mẫu laptop mà sẽ có độ phủ màu cao này, độ sai màu thấp này. Và những cái mẫu laptop này thì theo mình là cũng rất là phù hợp với những bạn nào mà đang muốn để mà học đồ họa. Cụ thể ở đây thì chúng ta sẽ có GL65 Leopard này, chúng ta sẽ có HP Omen 15 này và còn có cả G14 nữa. Nhưng mà rất tiếc có một cái điều mà mình quên là HP Omen lại không phải i5 và i7. Phiên bản i5 i7 sẽ đắt hơn một chút và khoảng 6 triệu, nên là con HP Omen sẽ khoảng 36 triệu. Đúng rồi đấy. Tôi vừa hóng với sếp thì sếp bảo là đăng về phiên bản là Legend 5, Ryzen 7 với cả là 1660Ti màn hình 144Hz. Mức giá khoảng sách tay rất là mềm. Thế là tôi nghĩ đây là cũng là phiên bản rất là hợp lý cho anh em nào mà sử dụng làm đồ họa mà có yêu cầu là hiệu năng cao. Nhưng mà lại rất tiếc là chip Ryzen. Thì trong tập tiền này thì chúng ta có cả G512 nữa, nhưng mà G512 phủ màu không tốt. Có lẽ sự lựa chọn cuối cùng mà i5 i7 mà 8GB 16GB RAM màn hình 15.6 này có MSI GL65 là sự lựa chọn gần như là duy nhất. Và đó cũng là câu trả lời của mình cho câu hỏi của bạn Huyền Ngọc. Và nếu anh em có những cái câu hỏi, những băn khoăn thì hoàn toàn có thể để dưới phần bình luận của video này nhé, để bọn mình dễ dàng tổng hợp và trả lời trong những video tiếp theo. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Mình là Duy Vũ. Và mình là Minh. Tạm biệt.